Ôi ơi, mấy cái con gì nó chạy. Con gì đây? Con gì nó đang chạy ngoài biển? Giống như con chim. Rồi, nó bay luôn rồi. Ban ngày thì nước nó cũng ngập lên trên này nè, chiều tối thì nước nó cũng ngập lên đây, con ốc con gì tùm lum hết trơn nè. Con này là con gì? Con nhỏ, con ốc, con sò gì. Cây này nó cũng ướt nhẹp. Khám phá vùng đất mới. Quá trời luôn, trên trên cái cục cái khu vực ở đây, mấy cái cục này quá trời, mấy con sò này quá trời luôn nè. Quá trời luôn.